Ngay từ nhỏ em đã hiểu được rằng bố em làm khổ mẹ em. Ngày mà mẹ em sảy thai thì bố em lại về đòi ly dị, bỏ mẹ, bỏ em để đến với cả người phụ nữ khác. Chuyện đó nó không chỉ là cái gai trong lòng của mẹ em, mà nó là nỗi đau ở trong em, không gì xóa được. Anh có con riêng, anh có tiền anh tự quyết định. Nhưng anh chỉ được quyết định trong số tài sản của anh thôi. Còn nữa, tôi không chấp nhận chúng trong gia đình này. Ngày chúng về đây cũng là ngày tôi đưa đơn ly dị. Minh Châu, Minh Ngọc sẽ theo tôi. Và bằng chứng phản bội của anh hiển nhiên thế, anh nghĩ tòa sẽ đứng về phía ai? Nếu anh đủ hiểu tôi, anh sẽ biết tôi là người luôn nắm đằng chuôi. Anh đừng có bức tôi đến mức phải tung hê lên. Bởi vì một khi tôi đã bất chấp thì cục diện sẽ không ra gì đâu. Có thể con chưa đón nhận được ngay, nhưng bố hứa là sẽ dành nhiều thời gian để bù đắp cho các con. Bố cũng hứa là sẽ đặt các con về đúng vị trí mà các con vốn dĩ thuộc về. Đến kết quả ADN còn bị thay đổi thì liệu... Ông định bảo vệ chị em tôi như thế nào? Bố sẽ bảo vệ các con bằng sinh mạng, bằng cả cuộc đời còn lại của bố.